Khi một người đàn ông ngủ muộn, không nói chuyện với ai cả, chỉ lướt vài video đồng cảm với bản thân, bạn có biết anh ấy đang suy nghĩ gì không? Những công việc còn đang dang dở, cha mẹ thì ngày càng già yếu, về bản thân, tình yêu thì chưa trọn vẹn, và thêm một năm nữa, bản thân lại thêm một tuổi.